Hôm nay trải qua một ngày mệt mỏi quá. Đi tắm cùng mọi người thôi. Jaki, cậu có ở đó chứ? Zero, sao cậu lại ở tôi giờ này? Đừng có nói là cậu sẽ bị trừng phạt. Hả? Cậu dám làm cho tôi mất đi một khách hàng, vì thế tôi sẽ phạt cậu thật là nặng. Hả? Tôi bị phạt á? Tại sao cơ? Đừng hỏi nhiều nữa, cậu phải làm theo mệnh lệnh của tôi nếu không muốn chuyện xấu xảy ra. Tôi thật sự vẫn chưa hiểu rốt cuộc là cậu muốn gì. Vào ngày mai cậu phải tập hợp cho tôi khoảng 8 người, sau đó rồi hãy nói chuyện tiếp. Hả? Tập hợp một nhóm người nữa sao? Những lần trước quá vậy. Thế nha, chúc cậu ngủ ngon. Tạm biệt. Này, khoan đã, chẳng lẽ là cậu định nhờ tôi giúp một người vượt ngục nữa sao? Alo. Không biết là lần này mình sẽ giúp ai vượt ngục đây. Tự nhiên Jaki, sao cậu vẫn còn ở đây hả? Để xin chú mau lên. Hả? Rõ, thưa anh cai ngục. Tìm 8 người ư? Mình sẽ gặp họ ngay bây giờ luôn. Mình, Isaac, Layla là 3 người rồi. Thêm 3 người bạn mới trong phòng nữa là 6. Còn 2 người nữa thì... Mình có thể thuyết phục được 2 người cộng phòng với lại Layla. Còn bé Alice không phải là tù nhân. Liệu Zero có chấp nhận không nhỉ? Thôi, tắm cái là tính sao. Trời ơi, biến thái kìa, cậu ta vào nhà tắm của nữ. Thôi chết, hình như là chưa đến giờ tắm của tù nhân nam. Có gì màu màu thế nhỉ? Trời ơi, Jaki, sao cậu lại ở đây? Cái cậu hiểu nhầm rồi, tớ vào nhầm thôi, xin lỗi. Cứu đi, tôi biến thái. Xin lỗi. Thật là kinh khủng, do mãi mê suy nghĩ quá mà mình không chú ý đến xung quanh. Vậy cả mình, đội trưởng Jasmine. Thật không thể tưởng tượng được, cậu dám đột nhập vào nhà tắm nữ như một tên bệnh hoạn. Khoan đã, thôi đội trưởng Jasmine, cậu hiểu nhầm rồi, mọi chuyện không như con nghĩ đâu, tôi nhầm thôi mà. Cậu sẽ bị trừng phạt. Không, hả? Đừng mà, tôi không có tội, xin khá tha cho tôi. Mệt quá. Tù nhân Jaki, ai để cậu nghỉ ngơi hả? Tiếp tục chạy đi chứ. Nhưng mà tôi... Nhanh lên nào. Cậu chạy đến khi nào đủ 10 vòng thì thôi. Mỗi lần chạy chậm là tăng 21 vòng. Hả? Sao mà ác thế? Ôi kìa, có chuyện gì lần kia thế? Tại sao Jaki lại bị phạt chạy 10 vòng sơn? Tôi nghe nói là cậu ta đã vào hòn tắm nữa để nhìn trộm đây. Hả? Thật sao? Mà tưởng Jaki nghiêm túc lắm chứ. Chà, đấy là lý do cậu ta bị bắt vào khu ép đấy. Ăn cho mình quá đi. Trời sáng rồi, tất cả tụi nhân hãy mau dậy đi. Đi ăn sáng nào. Đúng rồi, các cậu hãy tập trung lại tại bàn ăn dưới canteen nhé. Tới có chuyện quan trọng mới nói với các cậu. Có chuyện gì thế? Đó là chuyện về tối qua. Cậu muốn tiết lộ cách để chui vào nhà tắm nữ chứ gì? Đúng rồi. Không phải. Và cái tên Zero ấy đã ra mệnh lệnh cho tớ rằng tập hợp 8 người lại với nhau, bao gồm cả tớ. Đương nhiên là bọn tớ sẽ giúp cậu rồi. Nếu như cậu là người chỉ đạo về vườn ngục thì tớ hoàn toàn yên tâm. Zero sao? Zero... Không phải là hắn ta đã vượt ngục rồi sao? Nghe có vẻ thú vị đấy. Tôi khá là hâm mộ Zero từ cái lời hắn ta vượt ngục thành công. Hả? Anh chỉ nói gì vậy ạ? Em không hiểu. Zero là ai? Anh không cần phải biết nhiều rồi đâu. Em chỉ cần nghĩ rằng cậu ta là một người đặt hàng là được. Thế nào? Các cậu đồng ý cả chứ? Được thôi, vì chứ có liên quan đến Zero là tôi ok tất. Dù sao thì tôi cũng không có gì để làm. Tôi nghĩ rằng là tôi sẽ rảnh đây. Em đồng ý à? Tuy em không hiểu gì hết, nhưng mà em sẽ cố gắng hết sức. Khoan đã, sao các cậu đồng ý vội quá vậy? Nếu như giúp cậu thì tôi sẽ được gì? Lỡ đâu bị phát hiện hoặc là thất bại thì sao? Cậu tính sẽ làm gì chứ? Khi cậu hoàn thành nhiệm vụ thì cậu sẽ được thưởng. Cậu có yên tâm đi NV. Ở trong nhà tù này thì Jaki là người thông minh nhất đó. Thôi được, trong Jaki có vẻ uy tín, tôi sẽ tin tưởng. Vậy là xong rồi nhé. Khoan đã, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Có mất 7 người thôi, còn thiếu 1 người nữa. Tôi thấy 7 người ổn rồi mà, nhất định là phải 8 người sao? Bởi vì tôi thích một nhóm có 8 người, cô hiểu chứ? Hả? Zero? Tôi cho cậu khoảng 5 phút để tìm người còn lại đấy. Sao cơ? Tôi còn chưa ăn sáng xong nữa mà. Nếu như cậu thất bại trong việc tìm người thứ 8, tôi sẽ đến thăm gia đình cậu. Xin đừng gặp họ, tôi sẽ cố gắng để tìm người còn lại. Thể thiện nhảy lên nhé. 5 phút bắt đầu. Mọi người hãy giúp tôi thuyết phục người thứ 8 về đội nhé. Chúng ta chỉ có 5 phút thôi. Người thứ 8 ư? Mình phải chọn ai tin tưởng mới được. Vô Tango, lâu rồi không gặp. Tham gia vườn ngọc cùng với bọn tôi không? Nào, đừng có dụ dỗ tôi sắp được ra tù rồi đấy. Hãy để tao được yên đi. Không thì thôi, làm gì dữ vậy? Còn 4 phút. Này Rô, xin cậu hãy giúp bọn tớ. Tên Zero cần một nhóm đủ 8 người và cậu. Tôi không có thời gian đâu. Khoan đã, cậu đừng đi, đó là chuyện quan trọng mà. Bác ơi, bác tham gia bị đội vườn ngọc cùng bọn cháu có được không ạ? Bị đội gì cơ? Bác nghe không rõ. Alice. Shhh. Bác cả đó đừng để ý nha. Chúng ta đi nào. Còn 3 phút. Thưa đội trưởng Jasmine, cô có muốn tham gia bị đội vườn ngục cùng chúng tôi không? Hả? Cậu thí ngủ gì của anh đang bị đi nói nhã mà. Lo cố gắng mà ngủ thêm đi. Tôi đang bận việc. Ủa gì vậy? Tôi nói thiệt mà. Ê, ở đằng kia có người kìa. Để tôi có thuyết phục. Xin chào, không biết là anh có rảnh không? Chúng tôi cần một người. Vâng, tôi đang rảnh đây. Có chuyện gì thế? Hả? Sao mặt thằng này trông hãm quá vậy? Tôi nhớ ra rồi, tên này bị bắt vào tù vì tội lừa đảo phụ nữ. Gần đây còn cố ý sát hại đội trưởng Jasmine và các tù nhân khác nữa. Hả? Ấy không, các anh nhầm rồi, đâu phải tôi. Tuy tao là tù nhân, nhưng mà lừa đảo phụ nữ này. Còn 2 phút. Mình thấy ai thích hợp cả. Hả? À phải rồi, còn Chica, bạn cùng phòng với lại Layla. Cậu nói sao? Xin cậu hãy vào đội cậu với tôi, không còn nhiều thời gian nữa đâu. Tôi không thích, tự nhiên vào là có gì, ai mà rảnh chứ. Hay là cô có muốn được tặng quà không? Hoàn thành phi vụ lần này là cô sẽ được thưởng. Không thèm, tôi lười lắm, kiếm người khác đi. Còn 1 phút. Nếu vậy thì tôi sẽ dùng cách này thôi. Hả? Này, cậu tính làm gì thế? Wow, tôi biết ngay mà, cô giấu nhiều thuốc lá quá nhỉ. Tại sao cậu lại biết tôi giấu ở đó? Chỉ cần chú ý một chút là được. Đầu tiên là cô hút thuốc ở đây nhiều quá đến nỗi là bám mùi thuốc lá luôn. Rồi cô thả tàn thuốc lá vào một góc khá là khuất tầm nhìn. Vị trí này không có canh canh gác, cũng như là có camera quay lại cả. Một chỗ thích hợp để hút mà không ai phát hiện ra. Hả? Cái gì vậy? Cậu theo dõi tôi đấy à? Sao? Vào nhóm của tôi nhé. Hoặc là tôi sẽ báo việc này cho cai ngục biết. Thôi được rồi. Sắp đến Tết rồi các bạn ơi, hãy cùng Jaki quay kim cương chỉ với 7.000 cơ hội sở hữu 15.000 kim cương với mua vàng ưu đãi mua app Free Fire. Cùng thử vận may giá rẻ tại shop jaki.vn. Ok, vậy là chúng ta đã có đủ 8 người rồi. Làm tốt lắm. Từ bây giờ các cậu chính thức trở thành biệt đội vượt ngục cho phi vụ lần này. Cái tên đang nói chuyện với cậu là Zero ư? Tôi ghét hắn. Không biết là lần này chúng ta sẽ giúp ai vượt ngục nhỉ? Không để là Alice, em ấy cũng đi là đến đây mà. Tôi nghĩ là không phải đâu, Alice không phải là tù nhân. Tất cả hãy lắng nghe cho kỹ. Mục tiêu lần này của cậu đó chính là một người đàn ông tên là Luca Tokuya. Đặc điểm của ông ta như sau: khoảng 55 tuổi, là người nước Ý thuộc trái đất, cao khoảng 1m8 và nặng 70kg, mặc đồng phục màu da cam, tóc và râu quai nón có màu bạc, đôi mắt xanh. Hiện tại, ông ta đang bị giam tại phòng 013. Ồ, là một người đàn ông trung niên à? Hạn chót của cậu là khoảng vào 8 giờ tối nay. Bằng mọi cách, hãy đưa ông ta đến chỗ mà cậu cho là an toàn. Sau đó, tôi sẽ mở ra cánh cổng và ông ta sẽ chui vào đấy. 8 giờ tối nay á? Liệu có kịp không nhỉ? Thế nhé, tôi tin cậu là một người thông minh. Đừng có làm tôi thất vọng. Tạm biệt. Chà, giọng điệu của hắn nghe có vẻ là một lời đe dọa đây. Tôi cảm thấy hơi hối hận về quyết định tham gia vụ này rồi đấy. Tối nay là hạn chót ư? Tên Zero đang giữ mặt à? Hắn chỉ là một thằng chỉ biết trước một số rồi sẽ khiến người khác thôi. Hả? Các anh chị hãy bình tĩnh đi. Em tin là anh gia kia suy nghĩ ra cách thôi. Trước tiên là phải gặp ông ta đã. Layla, cậu cùng khu giam A với ông ta phải không? Ừ. Mỗi khu giam sẽ có một lịch thời gian biểu khác nhau. Cậu hãy cho tớ biết lịch của khu giam A đi. Cậu ta đang suy nghĩ về kế hoạch à? Hiện tại là khoảng 1 giờ chiều. Khu giam F là giờ quét dọn. Còn khu A thì đang là giờ hoạt động thể chất. Các tù nhân sẽ xuống sân và chơi các môn thể thao với nhau. Mình đã giao cho Layla nhiệm vụ đi tìm người đàn ông ấy theo mô tả mà Zero đã đưa ra. Một người đàn ông trung niên, tóc bạc. Đông quá. Tìm nãy giờ mà không ai cả. Tránh ra nào. Hả? À, ông ta kia rồi. Phải ra hiệu cho Jaki biết thôi. Ồ, thấy rồi. Layla đã chạy một hướng đi tạo thành mũi tên dẫn đến chỗ ông Luca. Này cô kia, chúng tôi đang đá banh mà. Ai thấy cô chạy vào sân thế? Cho tôi xin lỗi nhé. Jaki, cậu hãy đến đây nhanh lên. Được rồi, đến lượt mình. Ở trên có lính canh quan sát. Mình không thể nào tự ý hành động ở vị trí này được. Và đây là khu vực điểm mù. Họ sẽ không thể nào nhìn xuống dưới này được. Tôi bị gãy cây chổi theo ý cậu rồi này. Tốt lắm, đưa cho tôi nào. À, anh cai ngục ơi. Hả? Cái chổi này bị gãy rồi. Tôi không thể nào quét dọn được. Hả? Thôi được rồi, đi theo tôi. Bây giờ tôi dẫn anh đến nhà kho để lấy cây chổi khác. Và còn phải ký giấy xác nhận làm gãy cây chổi nữa. Vâng ạ. Thành công được một nửa rồi. Nhà kho của nhà tù nằm ở gần dãy ghế sân bóng. Mình có thể lại gần và nói chuyện với ông Luca. Hả? Này, nhanh cái chân lên. Làm gì đứng đó hả? Vâng, tôi xin lỗi ạ. Mình đang tiếp cận ông ta gần lắm rồi. Hay quá, kế hoạch của gia kia đang diễn ra khá là trơn tru. Ông ta đang rời khỏi dãy ghế. Kế hoạch của mình sẽ thất bại mất. Layla, cậu hãy giữ ông ta lại đi. Tôi hiểu rồi. Thưa bác định đi đâu vậy ạ? Tù nhân Layla đang nói chuyện với ai thế nhỉ? Phải quay đó kiểm tra thôi. À, chị ơi, ở đây có thư viện không ạ? Em mới đọc truyện. À, coi đấy, em chỉ cần đi hướng này, quẹo phải. Có một tòa nhà 2 tầng. Bước vào, quẹo trái, lên tầng 1. Rồi sau đó... Em không hiểu gì cả. Chị có thể dẫn em đến đó được không? Thôi được, đi cho chị nhanh nào. Alice, do em có thể đi lại tự do trong nhà tù. Vì thế, em hãy tìm lý do để cho Jasmine rời khỏi vị trí trong vòng 15 phút nhé. Anh tin tưởng ở em. Em đã thành công rồi thưa anh Jaki. À, bà tính lại là kia lấy chai nước uống. Trời đang nắng lắm ạ. Để cho lấy giùm bác cho. Bác có ngồi ở đây đi. Hả? Sao cái nhà kho này đầy mạng nhện mà bụi bẩn thế này? Tuyệt, cai ngục sẽ không chú ý đến mình trong khoảng 5 phút. Mình phải tranh thủ thôi. Cô gái đó sao lại chạy nước lâu quá vậy? Này bác ơi. Chào bác Luca, cháu tên là Jaki, đến từ khu giam F. Hả? Tại sao cậu lại biết tên tôi? À, cháu sẽ kể cho bác nghe về một phi vụ. Bác hãy lắng nghe cho kỹ nhé. Và sau đó, tớ đã kể về phi vụ vượt ngục của tên Zero Zara. Và ông Luca sẽ là người chạy thoát vào tối nay. Tất nhiên, chỉ là thông báo cho ông ấy khỏi bỡ ngỡ. Chứ tớ vẫn chưa nghĩ ra kế hoạch vượt ngục. Sau khi thông báo cho ông Luca chuẩn bị tinh thần, tớ đã quay về nhà kho. Cai ngục không biết gì hết và đã không nghi ngờ gì. Suốt cả buổi chiều hôm ấy là giờ giải lao. Tớ đã tranh thủ suy nghĩ về kế hoạch vượt ngục sao cho hoàn hảo nhất mà không ai phát hiện ra. Và nó đã được hoàn thành. Tớ đang ngồi ghi chép lại để mọi người và ông Luca cùng đọc. Tù nhân Jaki, ủa, đang giờ giải lao mà cậu không ra ngoài chơi à? Hả? À, tôi đang đọc sách, có chuyện đang hấp dẫn, cho nên... Cậu đi theo tôi, ngài giám đốc đang cần gặp cậu đấy. Hả? Có chuyện gì sao? Sao cơ? Phải, cậu được thả tự do kể từ bây giờ, cậu được xóa tội. Sao lại mất chợt thế? Tôi 2 năm tù cơ mà. Bố tôi chính là người đã đưa ra quyết định đó đấy. Ngày hôm qua, cậu đã có công lớn trong việc giải mã nhanh chóng tên tội phạm Mujima tạo ra cỗ máy làm náo lại nhà tù. Vì thế cậu xứng đáng được ân xá. Nhưng mà cậu... Thôi chết, mọi nên giấu các bản kế hoạch vượt ngục ở dưới ra giường. Chưa ai đọc kế hoạch của mình cả, phải cho bị đội vượt ngục xe nó mới được. Tôi xin cảm ơn vì đợt ân xá này. Để tôi quay về phòng dọn dẹp hành lý đã. Không cần đâu, tôi đã dọn sẵn vali cho cậu rồi nè, cậu cầm lấy. Hả? Sao cô tốt bụng như vậy? Trước giờ ai cũng nói tôi vậy mà. Trời ạ, có ai mượn đâu chứ. Tôi có thể quay về phòng và tạm biệt mọi người lần cuối được không? Không được, cậu bây giờ không phải là tù nhân nữa rồi. Cậu không được phép gặp họ. Được rồi, tôi sẽ đưa cậu về. Không thể nào. Có hai cơ mà sẽ thất bại mất. Không. Jaki, cậu dám cãi lời tôi và rời khỏi nhà tù này à? Tôi sẽ cho cậu nếm mùi đau khổ. Mình đã tới về rồi sao? Ôi không, tại sao mình được thả tự do mà lại lo lắng thế này? Phải vui vẻ lên chứ. Phải làm sao đây? Nếu người bạn của mình và bác Luca chỉ đọc về kế hoạch vượt ngục, họ sẽ thất bại mất. Đói bụng quá. Ồ, chị Maya đang làm việc giờ này à? Và mua tí bánh ăn cho đỡ đói mới được. Zero.